Leo giỏi đấy, như con khỉ đấy. Đây này, có mấy quả rơi này. Quả đấy không ăn được đâu, quả thối. Nhặt được bằng này. Tính nhiều rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu? Mẹ đi làm à? Anh Tinh đâu? Vừa đi đâu về đây? Vừa đi... Nghĩa? Vừa đi đào sắn vậy ạ. Đi đào sắn à? Vâng ạ. Cháu chào các ông bà ạ. Đi đào sắn ở đâu? À, có vừa nãy đi tìm mang không? Dạ, có được mang không? Được một ít ạ. Được một ít á? À, thế là đi tìm mang về không giặt áo luôn à? Vâng ạ. À. Bố của ông chào. Để cái xe như thế này. Đi giặt áo phơi à? Cháu Nông xin mến chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Nông lại đến thăm bốn mẹ con chị Mương. Mấy hôm nay mưa mấy ngày rồi, nên hiện tại đang mưa phùn, rất là ẩm ướt, còn lạnh rét nữa. Như chỗ này này, hôm nọ thì cái ngói này đầy về đây, tràn lên đây thì bốn mẹ con cũng đã dọn cái đống ngói này đi rồi. Tinh đâu rồi? Hả? Trong nhà á? Ô lại nhốt lợn à? Hả? Sao lại nhốt? Ở ngoài không có chỗ ngủ đúng không? Lạnh lắm. Đây, đây là cái bếp này. Ô, vừa nấu cái gì ở trên bếp đấy hả Nhuệ? Đang nấu cám lợn hay sao? Đúng rồi. Đang nấu cám trong bếp. Đấy, cái bếp này trước các bác cũng biết là ở trên một cái nhà sĩ thì hiện tại thì cũng đã chuyển sang vị trí mới rồi. Đấy, cái này là cái gác bếp. Đấy, cái này rộng rộng như này, thoải mái ngồi. Bốn mẹ con có rét thì ngồi quây quần ở đây cũng được. Mẹ đi làm chưa về à? Dạ vâng ạ. À, cái này nấu cái gì đấy? Nấu rau lợn. Đấy. Nấu rau lợn. Vâng ạ. Ừ. Đây, thì lợn này sao lại không để gần gần ở đây? Để đây nó sắp mùi đấy. Để trên này chứ. Để trên này này. Không để đây nó mùi rồi. Mai mấy nữa nóng về thì nó bị thối đi đấy. Ngày mai nó đi học đây nhỉ? Vâng ạ. Ừ. Sao cái bếp kia chưa dỡ đi, bảo mẹ dỡ đi chứ? Để đấy làm gì? Dỡ đi cho nó thoáng chứ. Cái trên kia đập đi đi. Mẹ bảo là để củi ạ. Để củi á? Vâng ạ.
À, để đấy mấy nữa để củi à? À cũng được. Cái chỗ nhà sĩ ấy, là để đấy mấy nữa lấy củi về để đỡ phải ướt củi. Cái này thì vừa rồi có quây bạt, nhưng mà bạt thì nó chỉ gọi là quây gió thôi, còn nó sẽ không được chắc. Thì bốn mẹ con cũng đi lấy cây tre về để quây vào, để đan xong là quây vào và quây cái tấm bạt vào để đỡ gió lùa vào đây. Làm gì ấy? Hả? Cháu chào con bà. Sai. Cháu chào con các bà. Rồi. Tiếng đĩa kia. Góc kia. Cái ghế này thấp quá, không có ghế cao à? Thế nhưng ngồi ở đâu? Ở đây hả? Ngồi cạnh bếp này rất là ấm. Cho em ngồi với. Cái tay không được cho vào mồm. Hát một bài đi. Hát bài gì nhỉ? Hả? Nhưng. Hát một bài đi. Hả? Hát bài. Đấy, hiện tại thì có cái bếp ngồi rất là ấm. Ở xung quanh thì che bằng bạt nên là không có gió lùa vào đây. Ngồi rất là ấm cúng. Lạnh thế thì đi tìm được mang nhiều không? Lấy về cho bác xem nào. Tinh đi lấy thế nào. Lấy về hết nhá, không được giấu nhá. À. Xem nào. Tinh đi lấy hay là nhựa đi? Nhựa đi à? Ôi dồi ôi. Cái măng bé tí như này thì ăn kiểu gì? Cái này gọi là cây dế thôi, không phải là cái măng đâu. Bé tí tí này. Đấy, tối nay bốn anh em được bữa nhỉ, đúng không? Được mỗi một cây to này. Không, chưa có mọc à? Dạ chưa ạ. Diễn được nhiều không? Được nhiều hơn ạ. Diễn được nhiều hơn, biết tìm hơn à? Vâng ạ. À. Mày đi báo cục xây tắc cho em. Thế là mưa như này mẹ vẫn đi làm à? Vâng ạ. À. Tút. Cái gì đấy? Bếp rất là ấm nhỉ. Cái này là cho không có ngô à? Hả? À, ngô nấu ở cái nồi kia. Thế cái này để đun nước nóng à? Cái này sao để như này? Sợ nó đổ à? Vâng ạ. Lấy cái cục đá chèn vào đúng không? À. Cái kiềng này phải bẻ cái này xuống chứ. Bẻ cái này xuống để nó sâu xuống để nó chạm vào đây này. À, nhưng mà chạm bên kia nhỉ, chạm hai bên rồi thua cái kiềng tròn thôi, kiềng vuông này không thua. Ừ, cái này còn bé hơn. Hả? À. Mưa mà mặc dù mưa nhưng mà mẹ các cháu vẫn đang đi làm đấy cô bác. Chắc là đi làm nương ở trên kia. À.
làm cho các cháu ở nhà. Nay như chỉ đi tìm măng xong là nhưng ở nhà. Nhưng hơi tinh ở nhà. Đây vác xem này. Đi vào. Tóc rất là nhiều. Đi xuống dưới chơi với Ngân không? Hả? Chơi với Ngân không? Đúng. Nhưng không hô phơi à? Nhưng. Nhưng.
ra đi bán cốc thầy. Hai con bé cho nhiều không? À ba con bé nhỉ? Ba con bé hay bốn con bé đấy? Bốn. Bốn à? Bốn con bé. Con to ăn mỗi tí này đấy á. Con bé ăn bên nào? À. Cắm chứ xong lợn nó kêu mầm ấy nhỉ. Ủa nằm ông leo mình. Quay khó mấy mát đó. Thank you.
sắn, sắn với ngô à? Vâng ạ. Đây, cái này là trộn sắn với ngô để cho lợn này. Cái này ăn rất là tốt rồi. Một ít ngô này, thiếu là sắn nhiều nữa. Cái đấy cái gì đấy hả? Cám. Cám gì đấy hả? Cám gì đây? À, cái đấy là thuốc à? Thuốc lợn đúng không? Bị đau bụng à? Thế như nào? Hả? Lợn bị làm sao? À, mẹ bảo lấy cho à? Chỉ cho lợn con đúng không? À. Mặc dù là mẹ các cháu không ở nhà nhưng mà các cháu rất là biết việc các bác ạ. Đấy, ở nhà tự biết cho lợn ăn mọi thứ. Nóng quá rồi, lấy thêm nước vào. Đào đi. Còn nóng lắm. Đó thả mà rém bộ nằm lái mà nhân. Nó nằm hàng cái chỗ nào bình thế em chỉ nằm mô. Nó cứ thú. Thấy cái hồ. Nhà trên lợn kêu mầm mờ. Nên được các cháu cũng rất là giỏi, phụ được mẹ rất là tốt. Đấy, về làm việc ở nhà, mẹ đi làm nương thì ở nhà làm việc. À, các cháu mặc dù tuổi còn rất là ít nhưng mà rất là biết việc. Nhẹ 11, Tinh là mười mấy, 12 à? 15. Tinh 15 tuổi á? À, Tinh học à, ăn Tết xong là 15 tuổi à? Vâng. Nhụy là ăn Tết xong là 12 à? Vâng ạ. À.
14. Tinh 14 chứ, bây giờ học lớp mấy? Lớp 8, 14 tuổi chứ. 2000 bao nhiêu? 2010 à? 2010 14 tuổi, 2024 là 14 tuổi chứ. No chưa? Chưa á? Có cần bón cho nó không? Không ạ. À, tinh bón à? Tinh bón cho lợn à? Cái bếp cũ thì bảo dỡ đi, nhưng mà lại nghe các cháu nói là mẹ bà để củi. Đấy, cái bếp cũ này. Cái này là cái nhà vệ sinh, không phải là cái bếp đâu. Đấy, nếu mà cũng rất là hẹp ở đây, nếu mà đập đi thì nó sẽ thoáng hơn, nhưng mà mẹ các cháu bảo là để vào củi thế thì chắc là để tốc chất củi vào đây này. Đấy, bây giờ khác gì cái nhà vệ sinh rồi. Nhìn rất là ghê. Này, cái bể này. Cái bể bố để lại này. Cái dấu ấn này. Giờ sẽ đi với các cháu đi lấy quả nhót ở ngoài kia. Đấy, có nhót ở ngoài này. Ồ, cái bờ ao, bờ ruộng này nhiều rau răm thế nhỉ? Rất nhiều rau răm luôn. Ồ, cả một cái bờ ao toàn là rau răm, bờ ruộng. Có cả rau cần này. Đâu quả nhót đâu? Ôi giời ơi, cái đứa này. Rơi đây nhá, nhụy nhá, nhưng nhá. Leo giỏi đấy, như con khỉ đấy. Yeah. Quả đấy không ăn được đâu, quả thối. Quả nhót. Đâu làm gì có thấy quả đâu. Tinh không treo được à? Nhót xanh này. Cái này chỉ lấy về đập xong là đập gừng này, đổ giấm vào này, ăn rất là ngon, xài nhiều lắm nhỉ. Yeah. Nó được tí này đấy á. Ăn được lắm. Nó của nhựa đâu?
này cho vào đúng cái áo này, tí về phải rửa ấy. Áo có sạch không? Sạch á? Mặc mấy ngày chưa? Mặc mấy ngày rồi? Lúc đấy là lúc nào? Ăn như nào? Ngon không? Từ từ. Ăn đi. Ngon không? Anh xin ăn như nào? Nhưng ăn quả thế nào? Bạn chín đấy không? Bé có. Từ từ. Để ăn luống. Ăn luống chín ván, luống chín ván nữa không? Ừ, luống chín ván rồi. Ăn ý hẹn khai. Ừ. Ăn ý rộng hấp. Ăn ý rộng khoai. Ừ, khó cứ tát nữa. Nhưng tính cái phép huyết rồi ý. Đây, các cháu nhóc nương tựa vào nhau rất là thương mọi người. Cái thớt đâu rồi? Có gì không? Ú, thớt không sạch. Đi ra ngoài. Hiên ra kia, tinh nhuệ ở đây. Ăn nào. Cho một tí thôi, ít thôi. Giấm đúng không? Rồi, được rồi. Nhưng ăn một quả đi. Ui dồi. Ngon không? Ăn thế nào? Chín rồi. Kéo nữa. Rộp rộp rộp.
Ngon không? Yeah. Nhìn không ăn à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.